Dạ vâng, Lợi Tất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi tối của ngày 27 tháng 12 năm 2022. Và ở xưởng Đồng Tất Tuấn Long bên em vừa mới làm xong một cây đồng hồ tứ trụ vát còn hạt, hàng siêu VIP để bàn giao đến cho gia đình nhà anh Hải ở khu vực Tiền Hải, Thái Bình các bác nhé. Anh Hải cũng đã đặt hàng bên xưởng bên em cái mẫu này khá chi là lâu rồi. Anh bảo là chọn cho anh một cây hàng đẹp, hàng VIP, cũng như là cây này thì không cần lắp máy cơ rồi nhé. Những cây hàng siêu VIP như thế này thường bên em sẽ lắp những cái máy cơ ở phía bên trong kia, các bác nhìn thấy này. Đấy, chuyên để lắp máy cơ. Tuy nhiên thì anh bảo là thôi, anh không sử dụng máy cơ, anh sử dụng máy điện tử thôi cũng được. Đấy, để cho giá thành nó rẻ xuống, và anh muốn là cái chất lượng cây gỗ của nó phải được là đẹp và hàng đẹp, chất lượng, thì đây sẽ là một trong những cây mà BM chuyên để lắp cho máy cơ và phục vụ các bác trong dịp Tết năm 2023 này. Hàng vô cùng là chất lượng rồi nhá, các bác nhìn thấy này. Đấy, cây này thì có tổng chiều cao là 2m3 tính từ trên đỉnh xuống phía dưới chân bẹ. Rộng là 95 và sâu là 41 phân, làm bằng chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên 100% của Nam Phi. Các bạn nhìn thấy cái đường nét họa tiết hoa văn này, rất chi là lổi, rất lổi các bác nhá. Cây này thì BM đã tuyển vân cũng như là chọn cho anh rất kỹ càng, với cái đường nét họa tiết hoa văn rất chi là đẳng cấp. Đấy các bác nhờ, đi mua thì hiếm khi có những cái cây hàng đẹp như thế này, thì mà để mà chọn được những cái cây đẹp như thế này thì các bác chắc chắn là phải đợi rồi. Thứ nhất chắc chắn phải đợi, thứ hai giá thành của nó cũng sẽ cao hơn so với thông thường nhá. Cao hơn so với thông thường, đấy là em xin nói trước với vậy. Để mà chọn lựa cho các bác đồng cây đẹp và chất lượng thì tất nhiên là chúng ta phải đợi rồi. Và chúng ta phải có một cái mức giá cao hơn so với những cái hàng mà không cần phải chọn. Đấy, ví dụ như là chúng ta đơn giản thôi, 1-2 ngày là có hàng thôi. Còn đây anh đã đặt với em tổng hơn 10 hôm rồi. Hơn 10 hôm rồi em mới có cái cây đẹp như thế này để chọn cho gia đình nhà mình. Con này cột của em là cột độ dày là 6,5 phân một nhá. Và chặt hạt hoàn thiện bóng 7. Sơn là sơn O7, lớp sơn tốt nhất trên thị trường, giúp cho đứng cái phần gỗ của cây gỗ hương đá nó được nổi màu hơn và đẹp hơn rất nhiều nhá. Vòm của nó là vòm liền, các bác nhìn thấy này. Đây, vòm liền nguyên một tấm này, không có chắp ghép gì. Vòm trên và vòm dưới đều là liền mọi nhá. Hàng siêu VIP chuyên để lắp máy cơ. Các bác nhìn thấy này. Liền nguyên một tấm. Và trương là trương mặt quỷ có đắp lổi ở phía trên dày 4 cm. Trên có 4 hàng 4 lục bình. Và các hàng rào chắn cũng được làm bằng lục bình nhỏ, rất đẹp các bác nhé. Này, liền từ đây qua đây. Đấy, cột 6 phân. Hồi, các bác nhìn thấy hồi nhé. Hồi và rất dày, hồi liền nguyên một tấm. Hồi này của nó hồi dày 2,5 phân mọi nhé. Hồi dày 2,5 chứ không phải là 2, cũng không phải là 1,6 nữa. Hồi lên đến 2,5 phân. Chuyên dùng để lắp máy cơ của bên em. Đây các bác nhìn thấy này. Đường nét họa tiết hoa văn tuyển rất đẹp. Đấy, ngoài phần mặt liền ra, ngoài mặt liền nguyên một tấm, hồi hậu các thứ đều là liền dày VIP, thì bên em có những cái phần các bác nhìn thấy đây, có những cái phần khung ở hàng VIP này sẽ có một cái phần khung đa 4 trụ, và ở phía bên 4 trụ này các bác nhìn thấy 4 trụ trên và 4 trụ dưới này, 4 cái trụ này sẽ là 4 trụ đặc nguyên khối mà nhá, đặc nguyên khối không phải ghép, hàng thường nó sẽ ghép. Và cột này của bên em có cột là cột dày 6,5 phân, hàng rất to, các bác nhìn thấy này, to hơn cả cột trên luôn. Đấy, cột trên cột dưới là 6,5 phân, hàng rất to và đẹp. Rất to đẹp. Dưới là lắp thêm cả kính nẹp đồng. Các bác nhìn thấy kính chuông nẹp đồng rất đẹp rồi nhá. Với thạo tiết hoa bông lúa này, kết hợp với đồng tiền, mang lại tài lộc cho tất cả những gia chủ sở hữu những dòng đồng hồ như thế này. Đấy, trong lắp 3 quả tạ một canh thanh nắc làm bằng đồng nguyên chất luôn. Đồng nguyên chất cả kính cả bên trong như vậy nhá. Đồng là đồng nguyên chất, bên mặt trên cũng là đồng nguyên chất, máy bên trong em lắp máy Sunny Hàn Quốc, bảo anh máy 1 đổi 1 cho các bác trong vòng 3 năm. Đêm chưa lắp chuông, đêm chưa lắp dây chuông, bởi vì lắp dây chuông ở đây nhiều quá nó kêu to, em không lắp, khi nào lúc nào lắp thì em sẽ chỉnh chuông lại. Đây có cái dây này, bác có thể tháo dây này hoặc tháo cái chuông này ra bịt vào, hoặc là xoáy nhỏ chuông thì nó đều không có kêu chuông mọi nhá, đều không có chuông kêu chuông. Ok, phần mặt sau lưng hồi rất đẹp mọi nhá, thế nhìn thấy này, hồi rất đẹp và tuyển. Bệ này, bệ của nó là bệ dày 1/8, các bác nhìn thấy này. Bệ dày 1/8 đục họa tiết hoa văn y như cây 2m7. 2m7 đục như thế nào, cây này đục y hệt như thế mọi nhá. Đấy, hàng đẹp thì mới đục được như thế này, những hàng thường nếu các bác nhìn thấy này, cái bệ nó đơn giản như thế này thôi. Đấy, đơn giản này thôi. Còn cái phần bệ này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Phần phía bên hậu hồi sau lưng của bên em sẽ là hậu hồi hậu một tấm nguyên một tấm từ trên xuống phía dưới, và cũng được sơn PU đánh dây giáp trà lu cực kỳ là kỹ càng và bóng bẩy. Mọi người nhìn thấy rất đẹp rồi nhá. Rất đẹp. Hồi phía sau lưng này, dày là phần 2,5 phân cơ. Rất đẹp mọi người nhá. Cột phía sau cũng được hoàn thiện kỹ càng và tỉ mỉ.
Đấy, mọi người để ý giúp em là những cái hàng này hàng rất tỉ mỉ, hoàn thiện kỹ càng vào mẫu 7. Các bạn nào yêu thích có thể liên hệ trực tiếp với xưởng bên em để đặt hàng hàng VIP như thế này. Bên em trước lắp máy cơ thì bây giờ lắp máy sang máy điện tử. Bên em đang bán ra ngoài thị trường con này hiện tại đang bán là 17.500.000 các bạn nhé. 17.500.000 là bên em miễn phí vận chuyển cho mọi người là 50 km đầu tiên. Các bạn ở tỉnh xa hơn có thể liên hệ trực tiếp với xưởng để bên em gửi những video hình ảnh cho các bác lựa chọn. OK cây bên em sẽ chuyển đến cho nhà mọi người. Ưng ý nhận hàng đúng hình ảnh đúng video bên em quay trước khi mà chỉ đi các bác nhận hàng và thanh toán tiền. Ở các bác ở xa hơn thì chúng bác sẽ phải đặt cọc trước thì bên em mới chuyển đi. Vì quá trình vận chuyển nó tương đối là xa xôi. Còn gần thì bên em sẽ không cần phải đặt cọc mọi nhá. OK, xin cảm ơn gia đình anh Hải đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em và chúc gia đình nhà mình năm mới có nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý khách hàng trong những video clip tiếp theo.